dễ thương vậy. Đẹp quá à. Rất là thơm luôn. Quán bún bò Thô Đá này rất hấp dẫn. Này là sa tế, chả và da ua Đà Lạt. Da ua Đà Lạt hấp dẫn nha. Ba tô giống nhau. À, ở đây là quán bún bò bốc khói. Bốc khói ngon quá. Hấp dẫn quá. Tiên chả không? Dùm vô à. Ở đây là cà phê Em và Trịnh. Anh chủ quán này anh chụp hình siêu đẹp luôn nha. Đó, bên trong đây có rất nhiều góc chụp hình sống ảo. Có rất nhiều góc chụp hình sống ảo rất là đẹp. Đó. Rồi có cái gương này nữa nè. Chiếc gương thần thánh. Đó. Chiếc gương thần thánh này. Đó. Công nhận cái quán này có nhiều góc sống ảo đẹp ha. Đó. Và mình kêu một cái phần cà phê trứng thơm ơi là thơm. Ở đây đẹp quá. Mình ngồi đây. Đặc sản Tây Bắc. Chợ phiên quán. Đó, quán này nhìn đẹp. Nhìn như nguyên cái nhà sàn luôn. Nhà sàn đẹp quá ha. Ở đây buổi tối là bật đèn lên nó nhìn còn lung linh hơn nữa. Cái mẹt gà Tây Bắc. Mẹt gà Tây Bắc rất hấp dẫn. Một phần cơm lam thêm. Đây là nộm thịt bò. Rất là hấp dẫn luôn. Ca ưng chưa đi vô ngay đây để vô. Ồ, mở khóa đây, từ từ mở cái này lấy cái này ra get in. Sợ nó phun nước miếng quá. Ừ.
Sạn Atis mà mình sẽ ở mấy bạn. Ở đây là lầu 1. Đây là phòng của mình. Phòng 102. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Phòng ở đây không có mắc. Phòng ở đây giá rất là hợp lý luôn. Đó, có 1,000,000 thôi. Đó, quá đẹp. Rất là thơm. Sang xịn mịn. Sang xịn mịn. Rồi, ra ngoài đây coi thử coi. Bên ban công có ngoài có chỗ ngồi hút thuốc, ngồi ngồi chill rồi nè. Rồi. Đây à, TV. Ồ, bàn trang điểm. Toilet. Toilet sạch sẽ. Đẹp đẽ. Ok duyệt. Dạ kìa. Thôi chứ. Ê. À. Bye bye. Chú mấy dè. Ông nói là ngoài đây ok lắm mà ghế nó hơi bẩn xíu chứ không ai ngồi á. Thích cái tủ quần áo này nha, tủ quần áo quá đẹp. Tủ quần áo quá trời đẹp luôn. Tủ quần áo quá trời đẹp. Phòng của mẹ và em gái của mình, đây là phòng hai giường đơn. Trời ơi, hai giường đơn mà trang trí đẹp quá ha. Xin bên phòng kia đẹp không? Nó cũng y chang vậy luôn á, nhưng mà cái bức tranh nó nhỏ hơn. Bức tranh nó nhỏ hơn rồi cái giường giữa. Phòng này quá đẹp luôn. Đẹp. Ừ. Đẹp, trời, thích khách sạn này ha. Giá ổn áp. Giá vừa phải, chất lượng cao. Video này không có quảng cáo nha. Thích cho nên khen thôi. Wow. Đi từ tới chỗ đâu thôi. Quan trọng nhất ngay trung tâm. Mà địa điểm ở đây rất là đẹp luôn. Đây là khách sạn Atis. Ưng ưng ý, mai mốt lần sau mình tới không, mình lần sau mình tới Đà Lạt mình sẽ tiếp tục ở khách sạn này.
rượu sữa, chai rượu sữa là lạ, rượu sữa đâu để mình rót ra thử coi. Ồ, luyện nghe đấy con. Wow, mùi rượu rất là thơm luôn á. Đây là cơm chiên, nhìn rất là hấp dẫn. Còn đây là đậu hũ chiên giòn, hấp dẫn chưa? Đó, đây là cái lò nướng. Vô. Đó, đây là bò nướng, đây là thịt bò. Đây là đồ chú, đây là bún heo. Đây là lòng bò, đây là lòng heo. Rồi đây là salad, đây là kim chi gân bò. Đây là salad. Cái bò là để nướng lửa than. Ủa không, cái này là nướng nướng đá. Bò là để nướng đá. 74. Đúng rồi, 74. Tiền xong là đóng con dấu vậy. Đem đóng một heo quá. Đóng một heo rồi. Quỷ nó là chín muối. Chỉ có bánh thôi hả? Đúng rồi, bánh, bánh bọc lan chín muối. Có cái xích đu nữa. Mình đi ra đây để mình xem. Nhưng mà giờ trời vẫn còn tối thui. Bây giờ cũng 5 giờ mấy rồi mà cũng còn tối thui. Cái bảng này là mình mua mấy ly nước nóng rồi. Giờ mình lại mình lấy nước. Ta đang nướng khoai. Rồi. Trời nó đã sáng sáng dần lên rồi. Xe gió. Nó hơi sáng lên rồi nha. Giờ mình đứng ở đây. Đi xuống hả? Mình đi bên này nè. Mệt to. Này à. Đánh đi coi con mẹ hình như hụt bánh căng. Còn bên đây là có mì quảng, rồi bánh mì bánh mì xíu mại. Rồi bánh mì xíu mại. Điểm bánh mì xíu mại đây. Ồ, cái này là tô mì quảng. Mì quảng ăn với rau.
Trời ơi, nhìn ngon quá à. Xe bánh mì thịt. Xe bánh mì thịt đã ghê luôn. Xe bánh mì thịt đã Vi ha. Chả quế nè. Rồi mâm xíu mại kìa. Đã ghê luôn á. Quá trời bánh mì luôn. Đủ loại luôn. Quá trời bánh mì luôn à. Bánh mì cốc nè. Bánh mì cốc ổ mini. Cái cưng nè. Bánh mì cốc ổ mini nhỏ xíu. Bánh mì cốc ăn đi. Đây là khu bánh ngọt. Ồ, có bán bánh trứng. Bánh phô mai nướng. Bơ hạnh nhân. Có bánh bía nè. Wow, quầy bánh mì hấp dẫn quá. Bánh mì hấp dẫn ghê. Ồ, bánh bông lan chấm muối nè. Nhìn ngon. Ừ, nhìn ngon ha. Xôi lá cẩm nè. Ủa pizza xôi lá cẩm rồi đây, ở đây nổi tiếng cái này nè, bánh da lợn, nhà hàng chay ở đây, phở ở đây, nấm ở đây, phở nấm, ủa phở gà đây ạ. Cảm ơn. Wow, thơm quá. Cái này nè, phở nấm. Em uống mắm không mà? Uống mắm luôn. Thì xin mấy cái chén nhỏ đựng tương. Mắm thơm quá. Dạ cảm ơn. Rồi hấp dẫn chưa. Thử phòng của Bình Bình nha. Đó, đây là phòng của hai vợ chồng mình đây. Mà tự người ta upgrade lên cho mình thành cái phòng gia đình luôn, là tự nhiên có thêm hai cái giường đơn vậy nữa. Đó mà mình chỉ có hai người thôi. Đó, phòng khá là đẹp, khá là xinh. Phòng khá to luôn. Để coi đây là view gì. Này chắc view vườn rồi. View vườn, view phố. Đây là toilet. Toilet. Bồn tắm. Bồn tắm có view nữa nè. View gì đây? Đó. View này là view đường, view vườn rồi, cho nên là phải che lại là phải. Không ta đi ngang ta thấy. Đó, còn đây là phòng. Đó rồi, hai giường đơn này rất là đẹp. Hai giường đơn đẹp ha. Ôi, bức tranh cô gái. Lavender. Ủa, có cái view kìa. Cái này view vườn. View mà xinh. View vườn. Thì cứ xem xe. Chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước. Chùa rất là to luôn mà xây rất là đẹp. Chùa xây rất là đẹp luôn. Mm-hmm.
Chiêu. Ngon chịu. Bơi. Kiểu ơi cưng quá nhỉ. Cưng quá. Hết một. Đây là đường Tăng Bạc Hổ. Giờ mình đi uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành. Wow, người ta ngồi uống sữa đậu nành rất là đông. Ngồi đây hả? Em chắc sẽ kêu đi qua anh kia, nhưng mà em nói ngồi để cho vui. Tự nhiên qua kia thì em quen có mình. Sữa đậu nành với sữa bò, gọi là nành bò. Đó. Thơm khói, bốc khói luôn kìa. Rất là hấp dẫn. Giờ đưa hôm giờ con kêu sắp cái thủ này. Chơi đông người luôn, nhộn nhịp ghê. À, giờ mình vô ăn sáng. À, ở đây có bún bò, bún cá. Anh này anh đang làm bánh cuốn. Quầy bánh bèo, bánh bột lọc, rồi bánh hỏi đồ rất là ngon. Quầy nước, à, quầy bánh mì, để làm nóng bánh mì. Nên là mấy loại bánh mì mềm, quầy bánh, quầy bánh ngọt, nhiều loại bánh quá. Rồi quầy salad, các loại salad, ăn gì Vi? À trời ơi, có rượu nữa. Em mình là đang ăn cái thịt nguội. Ồ ngon ha. Rồi. Sữa. Sữa, sữa đậu nành nữa chứ, có sữa đậu nành nữa. Xong rồi bị. Đây có nành bò. Có nành bò luôn hả? Đây là quầy cái xe rượu mà nãy em mình đã lấy nè. Bên này là quầy bánh mì thịt hết ha. À, quầy bánh mì thịt Việt Nam, mìn bao phạt bao, có chả, có pate, cảm ơn. Ha ha ha.